chào cô chú anh chị và các bạn đến kênh Minh Trân miền Tây Học Hỏi Sáng Tạo nha. Thì hôm nay cũng tiếp tục chia sẻ là cán nền để lá gạch nền nha cô chú anh chị. Ở đây con thợ đang ghém nè, ghém mà cũng ghém kiểu luôn nha, mấy góc đó mình phải ghém cho bên đây ăn bên kia luôn nha cả nhà. Để thôi nó cán rồi bên đây nó không ăn bên kia, bây giờ nông thợ này cũng cắt góc xéo xéo vậy nè. Đó. Này cũng kinh nghiệm nè nha, anh em nào mà có học hỏi được cái kinh nghiệm như vậy nè, đừng mình cán cái góc đó qua bên đây cho nó chuẩn nha. Đó. Thì cái nền này mình cán sẽ bằng cái chân gạch đó. Đây, cái nền gạch trong này mình dán nó cũng tương đối á, nó chuẩn nên mình lấy theo. Đi qua bên đây thì anh đỡ đang cán hồ nè. Bữa nay mình thử cán hồ hồ nước này nha. Anh đang quơ đi nước lên nước luôn. Để dưới nền thì mình có độ ẩm nè. Sau khi mình cán nó sẽ có độ bám cao nha. Hồ thì mình trộn theo tỷ lệ là 9 xô cát một bao xi măng. Đó là do cái nền này dày lên khoảng chừng 2 phân rưỡi. 2 phân rưỡi hồ. Còn hồ mỏng hơn nữa thì mình sẽ cán là 8 xô hoặc 7 xô các trên bao xi măng. Còn nếu mà hộ dày thì mình giảm cái thì là xi măng lại mà tiêm tác vô ngăn thôi. Các bạn. Rồi thì mình mời cô chú anh chị và các bạn xem anh thợ này nó cán như thế nào nha. Xử lý cái nền mới thì nền này cũ mình đục gạch lên rồi, nhưng ở dưới cùng mình chắc bây giờ mình tráng lên nên mình quậy hồ dầu mình rác ở dưới một lớp rồi sẽ mình đổ hồ lên tráng ở trên này. Thì mình đã mã cái hồ nước này qua thì mình chọn hồ khô mình rải trên nha chú anh chị bạn. Đó. Thì bên đây đã rải hồ khô trên nè. Đó, là đang cán nè. Thank you.